kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Trước Ống Kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện. Bản tin hôm nay cập nhật đến quý vị một số tin tức đáng lưu ý về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương trong cả nước. Thưa quý vị, tình hình dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp tại 34 tỉnh thành trong cả nước, gây tâm lý hoang mang cho người dân, đặc biệt là tại Đồng Nai, thủ phủ chăn nuôi heo của cả nước. Ngay sát bên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã phát hiện 7 xã bùng phát dịch với 2.000 con heo bị tiêu hủy. Để kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn bệnh lây lan, lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp, trong đó có việc cấm giết mổ tại xã có dịch. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số hộ vẫn tiến hành giết mổ không phép rồi đưa đi tiêu thụ. Rất may là lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời. Ngày 20 tháng 5, Cục Quản lý Thị trường Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai kiểm tra bắt quả tang một cơ sở giết mổ heo trên địa bàn thành phố Biên Hòa hoạt động không phép, không truy xuất được nguồn gốc số heo đang giết mổ. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở là ông Nguyễn Viết Hoàng cho biết, mỗi ngày cơ sở này mổ khoảng 4 con heo mang đi tiêu thụ ở các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 7.500.000 đồng. Với số heo đang được nuôi nhốt trong chuồng, đoàn liên ngành yêu cầu ông Hoàng đưa đến lò giết mổ tập trung theo quy định của nhà nước. Tháng an toàn vệ sinh lao động diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019. Đây là cao điểm cả nước tăng cường các giải pháp nhằm góp phần kiềm chế tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp liên quan đến lao động. Tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn lao động vẫn xảy ra trong thời gian này. Tại một công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa xảy ra một sự cố tai nạn nghiêm trọng làm một người tử vong và hai người khác bị thương phải nhập viện. Nguyên nhân gây ra sự cố thương tâm này đang được lực lượng chức năng điều tra. Ngày 20 tháng 5, Phòng Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương xác nhận có 3 công nhân đã bị khung sắt tại một xưởng đang xây dựng đè trúng khiến một người tử vong và hai người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân tử vong là anh Yêu Húc, sinh năm 2003, quê ở Gia Lai. Vụ việc xảy ra vào ngày 19 tháng 5 tại công trình lắp dựng khung kèo thép nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Tashin Electric Wire and Cable tại số 26 đường D5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Được biết, nhà xưởng này đang trong giai đoạn thi công để đưa vào hoạt động vào tháng 8 tới. Hiện tại, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lợi dụng chức quyền, Cao Minh Huệ, Phan Văn Trung và Đỗ Văn Sâm đã hô biến gần 700 hecta đất tại tỉnh Bình Dương, trong đó có hàng chục hecta được chuyển khoản vào túi người nhà, làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của nhà nước. Vụ việc xảy ra cách nay đã 10 năm và sau thời gian dài điều tra, trong đó có 2 lần bị đình chỉ rồi lại khôi phục điều tra, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên 3 bị cáo tổng cộng mức án 33 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Cao Minh Huệ, nguyên giám đốc Sở Địa chính tỉnh Bình Dương, bị tuyên phạt 12 năm tù. Bị cáo Phan Văn Trung, nguyên trưởng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Bến Cát, bị tuyên phạt 11 năm tù. Và bị cáo Đỗ Văn Sâm, nguyên cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bến Cát, bị tuyên phạt 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc 3 bị cáo liên đới trách nhiệm bồi thường cho nhà nước số tiền thuê hơn 400 hecta đất là 230 triệu đồng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương kiến nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát tiếp tục thực hiện việc thu hồi lại số tiền bồi thường cho 42 hộ dân là 128 tỷ đồng, thu hồi diện tích hơn 40.000 m2 đất tái định cư mà 17 hộ dân đã nhận theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Hội đồng xét xử kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện các thủ tục về đất đối với diện tích hơn 174 hectare đất chưa bồi thường theo quy định pháp luật về thuê đất. Thưa quý vị, mùa hè năm nay được dự báo có nền nhiệt độ cao và kéo dài. Nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh tăng đột biến. Và điều này có thể dẫn đến nguy cơ gây cháy nổ, nhất là tại các khu vực có mật độ dân cư cao. Chính vì vậy, việc nâng cao ý thức phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình để tránh tình trạng quá tải điện là hết sức cần thiết. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn cả nước xảy ra hơn 1.200 vụ cháy, làm chết 38 người, bị thương 50 người, thiệt hại về tài sản hơn 230 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy là do sự cố hệ thống và thiết bị điện. Tại thành phố Hà Nội, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, nhất là trong những ngày nắng nóng vừa qua. Điển hình là vụ cháy xảy ra tại huyện Đông Anh làm 2 người thiệt mạng vào ngày 18 tháng 5.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các khu dân cư và chợ là những địa điểm dễ xảy ra cháy nổ trong mùa hè. Sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc sẽ phát sinh ra hiện tượng quá tải. Kèm theo đó là cái hệ thống dây dẫn điện mà khi chúng ta mà ở ngoài đường nó bị nã nóng rồi. Khi mà sử dụng quá tải thì chập cháy xảy ra rất là nhiều. Thì nhiều vì sao? Hệ thống điện thì hầu như là đối với các khu vực dân cư chúng ta thì hầu như chúng ta lắp đặt quá nhiều cái thiết bị điện tiêu thụ, nhưng mà chúng ta lại không cải tạo được cái hệ thống điện. Cùng với cảnh báo cho người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng ngừa, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cả nước đang xuống tận các khu dân cư để tuyên truyền hướng dẫn nhân dân sử dụng các thiết bị điện sao cho an toàn. Đặc biệt người dân tại các khu chung cư được trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng hệ thống phòng cháy bình chữa cháy sao cho an toàn, hiệu quả. Chúng tôi đã phổ biến cho cư dân nắm được những cái điều cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy, cụ thể là sử dụng điện. Đấy, trong cái sử dụng điện thì là cái mức độ cái sử dụng điện nó vừa phải và nó đúng quy định, chứ không nên là sử dụng quá để nó điện nó sẽ gây ra chập cháy. Người dân hàng ngày thường xuyên phải kiểm tra thiết bị điện, nếu như phát hiện thấy hiện tượng mà như đường dây nó nóng quá tải thì phải rút ra ngay và xử lý ngay để đảm bảo an toàn trong sử dụng thiết bị điện gia đình nhà mình. Đấy, từ sử dụng các đặc biệt là sử dụng về điều hòa nhiệt độ rất hay cháy trong thời gian vừa qua, cũng như sử dụng các thiết bị khác trong đun nấu sinh hoạt. Chủ động phòng chống cháy nổ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi người dân. Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ngành các cấp, mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy. Đừng vì sự chủ quan bất cẩn mà để xảy ra cháy nổ, gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản cũng như những người xung quanh. Bản tin trước ống kính hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể truy cập vào website brt.vn để theo dõi lại những bản tin đã phát trên sóng truyền hình. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị khán giả gửi về hộp thư điện tử của chương trình trước ống kính brt@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 18 giờ ngày mai trên sóng truyền hình BRT.